thật là tự hào. Ngay sau những ngày giải phóng miền Nam, ngày 3 tháng 1 năm 1976, Trường nghiệp vụ văn hóa thông tin được thành lập theo quyết định của Bộ Thông tin miền Nam nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa ngay sau những ngày giải phóng miền Nam. Sau nhiều lần đổi tên, gọi và nâng cấp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, ngày 23 tháng 6 năm 2005, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.